Và sau đây mình xin review hướng dẫn các bạn gói bánh chưng dài. Quê mình rất hay gói bánh chưng dài. Vuông thì đơn giản thôi nhưng mà không thích vuông, cứ thích dài. À, đây là gạo này. Đây là đậu xanh. Đậu vàng chứ ai đậu xanh nhỉ? Còn kia là thịt. Đấy, đây là bà xã mình đang cuốn bánh, còn đây là mẹ mình đang. Đây mình nữa. Còn đây, còn đây là con mình. Con béo như con lợn. Đầu tiên là tôi giải 4 tàu lá. Giải làm sao để cho một bát gạo vào, sau đó cho thịt. Ủa, đầu bột bẩn kinh. Vừa dọn nhà xong chưa bẩn. Đấy, và nó cho một bắt đầu cùng loại cho đỗ. Sau đó ta lại cho một bát gạo vào, giải đều lên, sau đó ta vuốt lại cho hai đầu bằng nhau. Đấy. Mẹ mình đã quen gói bánh dài rồi. Mấy chục năm thì chỉ gói bánh dài, bánh vuông thì gói mấy chiếc để thắp hương. Còn ăn thì chủ yếu là gói bánh dài. Thôi, đúng bánh quay rắn nha. Để được không lâu có hơn. Tiếng nói gì bố đâu. Không có tiếng nói gì bố đâu nhá. Con đi ra đằng kia, linh tinh. Mẹ mình, cháu nè, cháu của. Sao được không sao được cắt à? Không sao được cắt à? Còn là ăn Tết rồi. Thôi ông đừng đi tôm bánh trái. Đấy, đây là xem gói được bao nhiêu chiếc rồi. Đấy, đếm nha, đi đếm xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Không, con đi mua ấy đi. 14. 2 4 6 8 10 12 14. À được. Đếm chuẩn đấy. Đấy, đây là những cái bánh đã hoàn thiện rồi. Rất không khí Tết rồi. Không khí Tết đã về đến nhà rồi. Có bánh chưng rồi. Cái gì? Kệ ông đi công việc của mình. Chấp thế chấp nữa thì thôi. Đúng là mình có mỗi 50.000 biếu mẹ rồi. Hết tiền. Thế mỗi 50.000 biếu mẹ nhỉ? Ai đã mừng tuổi 50.000 này? Ai sướng đấy. 500.000 à? Mẹ mình rất là khéo tay nhá. Một năm mới gói một lần thôi nhưng mà mặc dù mấy chục năm gói bánh rồi nhưng mà tôi nói gói như thợ chuyên nghiệp luôn. Đấy, bánh rất đẹp. Cuốn hai đầu phải bằng nhau. Bánh dài làm là hai đầu bằng nhau, không được đầu to đầu bé. Xong rồi mình gói bánh vuông cho, gói bánh cho con cho. Đấy, đấy. Nào, đây là một chiếc bánh phải nói là rất đẹp.